tính thường gặp ở nước ta. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về nguồn gốc, các cách phòng ngừa và điều trị bệnh này. Trong chuyên mục Sức khỏe cộng đồng hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu về bệnh xoang và cách điều trị bằng đông y. Theo y học cổ truyền, bệnh xoang mãn tính là một dạng hư hỏa. Do đó, điều trị bệnh xoang không chỉ nhằm giải quyết việc viêm nhiễm tại chỗ, mà chủ yếu là phải bổ âm để tàng dương. Hai nguyên nhân chính mà gây ra bệnh xoang, một là do dị ứng, hai là do nhiễm khuẩn gây ra. Cái dị ứng thì nó liên quan đến một là cái thay đổi thời tiết, thay đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và tiếp xúc với các dị nguyên như bụi phấn hoa, lông chó mèo, khói bụi độc hại. Thì còn cái nhiễm khuẩn thì thường là do viêm nhiễm cái đường hô hấp trên, xong sau đó chữa không triệt để, nó tiến triển để nó gây ra. Thế nhưng mà cái chính mà theo mình là nó ảnh hưởng lớn đến cái xoang, đó chính là cái cuốn mũi. Khi có nguyên nhân dị ứng và nhiễm khuẩn, nó dẫn đến cái cuốn mũi sẽ phì đại. Từ cái cuốn mũi phì đại, nó sẽ dẫn đến tăng tiết dịch và nó chảy dịch xuống khoang xoang. Chảy dịch xuống khoang xoang đó là cái nguyên nhân chính mà gây ra cái viêm nhiễm. Cái nguyên nhân chính theo chúng tôi là liên quan đến cái cuốn mũi. Thế và còn có một nguyên nhân nữa mà sinh ra là chính là cái polyp mũi. Nếu mà triệu chứng của cái polyp mũi là sẽ dẫn đến là nếu một trường hợp mà polyp nhỏ thì có thể uống thuốc sẽ khỏi. Nếu polyp mà nó quá to thì nên phải phẫu thuật cắt polyp và sau đó chữa sẽ khỏi hoàn toàn. Mọi lý do cản trở luồng không khí vào và mang, dẫn lưu chất tiết ra khói xoang đều khiến chất dịch thoát không kịp, làm cho lỗ thông phù nhỏ thêm. Ứ đọng chất nhầy là môi trường thuận lợi để vi khuẩn cũng như một số loại nấm phát triển trong các xoang. Cơ địa dị ứng một chất nào đó, thường là hóa chất, thức ăn biến chất, làm cho niêm mạc mũi phù nề, gây bít tắc lỗ thông xoang và nhiễm trùng. Ngoài ra do sức đề kháng kém, cơ thể không đủ sức đề kháng chống lại vi khuẩn, suy giảm miễn dịch, suy yếu niêm mạc đường hô hấp, rối loạn hệ thần kinh thực vật. Bệnh nhân viêm xoang kèm theo viêm một số bộ phận khác. Tuyến nhầy của viêm mạc xoang hoạt động quá nhiều. Do viêm mũi sau nhiễm siêu vi, cúm, sởi v.v. Bị bội nhiễm, viêm mũi dị ứng kéo dài hoặc do tình trạng vẹo vách ngăn. Có trường hợp viêm xoang là hậu quả của sâu răng, nhiễm trùng răng hàm trên. Dùng aspirin trong trường hợp không dung nạp được thuốc, làm nặng thêm polyp mũi xoang có sẵn. Vi sinh vật gây bệnh xoang cũng là những vi sinh vật gây viêm nhiễm đường hô hấp trên. Viêm xoang cấp thường thứ phát sau viêm mũi dị ứng, nhiễm siêu vi đường mũi. Viêm xoang mãn cấp và mạn là kết quả của việc điều trị viêm mũi cấp không triệt để. Viêm xoang trở thành mạn tính là do ổ viêm xương ở thành xoang như viêm xoang do răng. Mãn tính liên quan đến sự biến đổi không phục hồi của niêm mạc. Phân loại viêm xoang. Viêm xoang được phân loại dựa vào thời gian tiến triển của bệnh, cấp, bán cấp, mạn và theo tình trạng viêm, nhiễm trùng, không nhiễm trùng. Viêm xoang chán cấp. Ít khi đơn thuần, thường phối hợp với viêm xoang sàng trước. Khởi đầu như một sổ mũi thông thường, kéo dài 5 đến 6 ngày rồi xuất hiện những cơn đau đặc biệt của bệnh xoang chán. Cơn đau phía trên ổ mắt, một bên và có 2 chu kỳ mỗi ngày. Cơn đau tăng dần từ sáng đến giữa trưa thì đạt mức tối đa. Lúc đó mũi chảy nhiều mủ, xoang vơi đi và cơn đau dịu xuống. Đến chiều lại tái diễn cơn đau đó. Đôi khi kèm chảy nước mắt, mắt đưa đi đưa lại cũng đau. Da bùm xoang từng cảm giác. Chỉ sờ cũng đau, ấn dây thần kinh trên hố mắt ở góc trên, trong ổ mắt cũng đau nhói. Bệnh xoang hàm cấp. Bắt đầu như sổ mũi thông thường nhưng kéo dài rồi xuất hiện cơn đau ở vùng dưới ổ mắt, một bên, đau xuyên về một phía hàm răng, đau răng khi gắng sức, khi nhai, khi nằm. Có điểm đau rõ dưới ổ mắt, hốc mũi, sung huyết, thường tiến triển tốt trong 10 ngày.
Trường hợp bệnh xoang do răng thường có sâu răng hàm nhỏ hoặc răng hàm, ổ áp xe quanh răng, mủ chảy vào trong xoang. Bệnh nhân đau nhức răng dữ dội, lợi quanh răng thường sưng. Vài ngày sau mủ thối, đổ ổ ạt vào xoang, nhổ bỏ răng sâu bệnh khỏi nhanh chóng. Bệnh xoang sàng cấp ở trẻ em có thể gặp ở thời kỳ 2 đến 4 tuổi, triệu chứng biểu hiện chủ yếu ở mắt. Sau khi sổ mũi, mí mắt trên và dưới nề đỏ, sưng húp, không mở được mắt, nhiệt độ không cao, vạch mí không thấy có tổn thương nhãn cầu. Viêm xương tủy hàm trên, giả dạng viêm xoang hàm, xuất hiện ở trẻ con bú, thường từ 1 đến 3 tháng, thường do nhiễm tụ cầu khuẩn của xương hàm trên, triệu chứng nhiễm khuẩn nặng, mí mắt dưới mọng đỏ, má sưng, mũi chảy mủ. Lợi răng cũng thấy sưng, có khi có lỗ giò. Cái triệu chứng của bệnh viêm xoang thì có một số triệu chứng điển hình. Một là tắc mũi, khó thở, đau đầu, thế và có hiện tượng chảy dịch xuống vòm họng, chảy dịch xuống cổ, mà có thể gây ra nhiều trường hợp, nó có thể tiến triển tới có thể là suy giảm trí nhớ, đau đầu lâu ngày dẫn đến suy giảm trí nhớ hay quên, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày. Triệu chứng viêm xoang cấp kéo dài ít hơn 3 ngày, bán cấp từ 1 đến 3 tháng, mạn là hơn 3 tháng. Viêm xoang nhiễm trùng do vi khuẩn phát triển gây kích thích, điều kiện tổn thương hay dị ứng v.v. Bình thường những chất xuất tiết sinh lý hoặc bệnh lý trong xoang được tháo ra ngoài thông qua lỗ thông mũi xoang. Khi ta bị cảm cúm, các xoang trở nên viêm tắc, phù nề và ngăn trở khả năng thông tháo dịch nhảy ra mũi. Điều này dẫn đến xung huyết mạch máu xoang và nhiễm trùng xoang. Do đó, cảm cúm hoặc viêm mũi dị ứng kéo dài nếu không được điều trị thích hợp sẽ dễ dẫn đến bệnh xoang, nhất là những trường hợp mũi có cấu tạo bất thường. Nhiều người không cảm thấy đau nhưng nhức đầu hoặc nhức vùng mắt, ngạt mũi, mũi chảy nhầy mủ kéo dài tái phát. Ở trẻ nhỏ, do nuốt phải chất dịch tiết thường gây viêm phế quản tái diễn, viêm dạ dày, ruột non, ho từng cơn. Biểu hiện thường gặp khi bị viêm xoang là đau đầu, sốt nhẹ. 25% bệnh nhân sốt bởi viêm xoang cấp. Cũng có trường hợp sốt cao, nhất là ở trẻ em. Người bệnh không tập trung suy nghĩ được, đôi khi ăn không ngon, ngủ không yên giấc, ảnh hưởng đến sức khỏe. Một số trường hợp mờ mắt do viêm thị thần kinh hậu nhãn cầu. Hai dấu hiệu chủ yếu của bệnh xoang là đau nhức và tăng tiết dịch mũi. Nhức đầu, căng nặng đầu từng cơn hoặc thường xuyên xảy ra ở vùng xoang bị viêm. Dịch tiết chảy xuống họng hoặc ra mũi. Dịch mũi thường đặc, vàng hoặc xanh, đôi khi có cả máu, chứ không trong và loãng như dịch mũi ở chứng cảm cúm thông thường. Bệnh nhân viêm xoang thường thấy triệu chứng tắc mũi, nhức trán hoặc hai bên gò má, nước mũi có mùi hôi, chảy dịch xuống cổ, đau đầu, mỏi gáy buồn ngủ bị lâu ngày có thể dẫn tới giảm trí thông minh và giảm tuổi thọ. Trong đông y hiện nay đã có những trường hợp chữa bệnh xoang hiệu quả. Trong đông y thì có rất nhiều phương pháp điều trị xoang, nhưng tại Thọ Xuân Đường thì chúng tôi đã áp dụng những cái phương pháp